tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố, thực hiện khám xét với 6 bị can trong vụ việc liên quan công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, gọi tắt là tập đoàn Phúc Sơn. Những người này gồm Nguyễn Văn Khước Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc. Chu Quốc Hải, Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Hoàng Văn Niệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính cùng bị bắt về tội nhận hối lộ. Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng Phòng giá, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định. Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Thị Thu Hương, trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, tri cục quản lý đất đai, sở tài nguyên và môi trường và Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc công ty thẩm định giá Nam Hà. Trước đó, hồi cuối tháng 2, C03 cũng đã khởi tố bắt tạm giam 6 người vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên Tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group. Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do, cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Những bị can này bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước, phạm vào khoản 3, điều 221 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đến ngày 7 tháng 3, C03 tiếp tục khởi tố bắt tạm giam 9 bị can, gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, Cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố cùng về tội nhận hối lộ. C03 cũng khởi tố bắt tạm giam ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, cựu phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cựu trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Lê Quốc Đạt Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cựu trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Đặng Trung Hoành bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Vào ngày 27 tháng 3, C03 khởi tố bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ. Liên quan vụ án tập đoàn Phúc Sơn, đến nay đã có 23 bị can bị khởi tố, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao tại các địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng cũng thu hồi được 55 tỷ đồng và 1,6 triệu đô la Mỹ do các bị can nộp lại. Mới đây, với vai trò chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, ban hạ tầng đã có buổi làm việc với nhà thầu thi công là công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An. Về tình hình thi công gói thầu XL05, XL06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương Bến Cát, rạch nước lên. Tại buổi làm việc, Ban Hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh nhận định tình hình triển khai trên công trường của công ty Thuận An chưa đáp ứng yêu cầu theo tiến độ từng giai đoạn của hai gói thầu trên. Do đó, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khẩn trương bổ sung thiết bị, vật tư, nhân sự ban chỉ huy công trường, đội thi công để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục nhà thầu đảm nhận trước ngày 30 tháng 3 năm 2025, theo đúng mốc thời gian như cam kết nêu trên của nhà thầu. Nhà thầu này phải triển khai đồng loạt các công việc như lắp đặt hào kỹ thuật, lắp đặt cống dọc, cống ngang, hố ga, có trách nhiệm lặp lại bảng tiến độ thi công chi tiết phần công việc đảm nhận trong việc thực hiện gói thầu XL05-XL06, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của gói thầu, trong đó nêu rõ tiến độ cung ứng vật tư, nhân lực và giá trị giải ngân theo từng tháng, gửi bảng tiến độ về ban hạ tầng trước ngày 27 tháng 4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh giao liên danh nhà thầu tư vấn giám sát chủ động nhắc nhở, đôn đốc yêu cầu nhà thầu thi công có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công. Lãnh đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ, Trường hợp sau 30 tháng 4, chủ đầu tư kiểm tra công trường chưa thấy nhà thầu có kế hoạch triển khai các nội dung có liên quan mà Tập đoàn Thuận An cam kết nêu trên. Các đơn vị tư vấn giám sát báo cáo về sự chậm trễ của nhà thầu trong quá trình triển khai thi công, ảnh hưởng trực tiếp để tiến độ của gói thầu XL05, gói thầu XL06, thì chủ đầu tư sẽ xem xét tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng bởi bên giao thầu. Tham lương, bến cát, rạch nước lên, là kênh dài nhất thành phố Hồ Chí Minh với gần 32 km qua 7 quận huyện ở thành phố gồm 12 Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và Bình Chánh. Dự án cải tạo dòng kênh khởi công cách đây hơn một năm, tổng vốn 8.200 tỷ đồng từ ngân sách. Công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, trụ sở trên đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, thành lập từ năm 2004 do ông Nguyễn Duy Hưng làm chủ tịch. Doanh nghiệp này kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện, năng lượng tái tạo, bất động sản. Những năm gần đây, Thuận An trúng hàng chục gói thầu xây lắp trên toàn quốc. Vừa qua, ông Hưng đã bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ theo khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 364 Bộ luật hình sự. Hiện ông Trần Đức Khoa phó tổng giám đốc công ty, được ủy quyền điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người đại diện pháp luật công ty. Sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm đối với ba cha con ông Trần Quý Thanh trong vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quý Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo thực hiện giao dịch dân sự cho bốn bị hại vay tiền là không trái pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo việc vay tiền và lãi phát sinh, các bị cáo đã thỏa thuận ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản, quyền sử dụng đất, cổ phần công ty, dự án. Đây là các hợp đồng giả tạo trái pháp luật mà sau khi đứng tên trên các giấy tờ hợp pháp từ các người bị hại, người vay tiền thì các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã dùng thủ đoạn gian dối, nại ra lý do để từ chối thanh toán, làm cho bên vay không thể nhận lại tài sản. Từ đó, các bị cáo đã chiếm phần giá trị tài sản tranh lệch so với số tiền gốc mà bị hại đã vay. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền 1.048 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Thanh có vai trò chính, chịu trách nhiệm toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt bị cáo Phương là đồng phạm giúp sức làm theo chỉ đạo của bố phải chịu trách nhiệm hơn 350 tỷ đồng chiếm đoạt của bốn bị hại. Bị cáo Bích với vai trò đồng phạm giúp sức làm theo chỉ đạo của bố phải chịu trách nhiệm giá trị tài sản chiếm đoạt bị hại Đặng Thị Kim Oanh hơn 600 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, vì vụ lợi cá nhân mà xâm phạm đến tài sản của người khác. Các bị cáo biết rõ hành vi sẽ bị pháp luật trừng phạt nhưng vẫn phạm tội. Bị cáo Trần Quý Thanh, Uyên Phương có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tác động người thân nộp hơn 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Bị cáo Thanh là người già trên 70 tuổi, hai bị cáo Phương và Bích là đồng phạm giúp sức hạn chế làm theo sự chỉ đạo của bố là bị cáo Thanh. Trên thực tế, các bị cáo chỉ mới chiếm được quyền tài sản trên giấy tờ và các tài sản này vẫn đang do bị hại quản lý, sử dụng. Các bị cáo là người trực tiếp sáng lập, điều hành hoạt động công ty Tân Hiệp Phát, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, tạo công an việc làm cho người lao động, nhận được nhiều bằng khen, huân chương Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo, cần thiết cách ly bị cáo Thanh và Phương một thời gian để gian đe. Bị cáo Bích không có tình tiết tăng nặng nên hội đồng xét xử xem nhẹ cho hưởng án treo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định căn cứ hồ sơ vụ án, các chứng cứ tài liệu tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.